Xin chào cả nhà. Hôm nay Hiền sẽ hướng dẫn lại mọi người cái cách mà chúng ta sẽ tạo một cái văn bản đưa lên để mọi người khi mà gặp cái văn bản này đều có thể chỉnh sửa trực tiếp ở trên. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái Chrome ra. Đó, chúng ta sang bên tay phải chúng ta nhìn thấy có 9 cái dấu chấm tròn tròn này. Chúng ta vào đây. Đó, bây giờ là chúng ta muốn tạo văn bản Word hay là tạo văn bản dạng cột Excel. Thì chúng ta sẽ vào một là bên là tài liệu hay là bảng tính. Nếu là tài liệu, chúng ta bấm vào đây. Tài liệu dạng bản Word đấy. Chúng ta sẽ chọn một cái văn bản trống hoặc là tùy vào những cái văn bản mình đã có sẵn hoặc là mẫu sẵn. Đây là một cái văn bản trống. Ví dụ như là cách tạo văn bản để ai cũng có thể chữa trực tiếp trên nó. Đấy, ví dụ như thế thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút chia sẻ. Đầu tiên ta sẽ đặt cái tên cho văn bản, ví dụ là cách tạo văn bản đó. Mọi người điều chỉnh được văn bản chung đi, văn bản chung đấy mình lưu. Tiếp tục chúng ta sẽ ấn vào cái nút chia sẻ này, bây giờ nó hiện sẵn này này, đấy thì nó đã hiện lên mình là người sở hữu này, rồi là mình đang đang có cái nút hạn chế đây này. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây, bất kỳ ai có đường liên kết và nó sẽ hiện lên người xem hay là người gì. Thì bây giờ nếu chỉ cho xem thì mình để chế độ người xem, còn nếu để nhận xét thì mình để nhận xét, còn nếu mà để chỉnh sửa thì người ta có thể chỉnh sửa trực tiếp vào văn bản của mình, còn nhận xét thì họ chỉ nhận xét giống như kiểu chữa bài cho học sinh thôi đó. À, bây giờ chúng ta sẽ sao chép cái đường này và gửi cho mọi người là xong.